Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, vậy là những ngày đầu tháng 9 âm lịch đã qua đi, nhưng những con giáp này vẫn không thoát khỏi bể khổ của cuộc đời. Họ là những con giáp vô cùng xui xẻo, ngồi không cũng bị vận xui đeo bám, ra đường gặp họa thị phi, tai bay vạ gió, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp chơi xấu, mọi chuyện điều đứng, trong ngoài không yên. Tiền bạc thì mất sạch, thậm chí giàu có đến đâu thì cũng phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không. Con giáp gặp tai họa xui xẻo đầu đường đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Tỵ. 1. Tuổi Tỵ. Các chuyên gia chiêm tinh tử vi học cho biết, dưới tác động xấu của cục diện tương xung nên người tuổi Tỵ dễ gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Có thể hai bên gặp mâu thuẫn nào đó cần nhanh chóng tháo gỡ. Chuyện làm ăn cũng khó tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay bởi bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Vậy nên bạn hãy tin tưởng để nhận ra ưu thế của bản thân, từ đó có cách giải quyết mọi việc đúng đắn và giành thắng lợi. Bên cạnh đó bị cục diện thủy khắc hỏa, tiếc rằng bạn và nửa kia lại thiếu thấu hiểu nhau, hai người bận rộn với công việc của riêng mình nên quên mất việc lắng nghe và thông cảm cho đối phương. Chính vì vậy, cả hai đều cần thời gian để tự kiểm điểm bản thân mình. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay. Con giáp tiếp theo cũng xui xẻo không kém, đó là những gia chủ tuổi Thân. 2. Tuổi Thân. Các nhà tử vi học cho biết, cục diện tương hại khiến người tuổi Thân vướng phải đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh bạn, có thể là bất cứ ai, kể cả bạn là người thân thiết hay tin tưởng. Vì thế con giáp này cần cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin, chớ nên tin người quá đáng. Việc làm ăn cũng cần được suy nghĩ hết sức cẩn thận, chớ chạy theo bước chân của người khác rồi lại xôi hỏng bỏng không. Bạn cần ý thức rõ năng lực của mình đến đâu để có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai, con giáp tiếp theo là tuổi nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi để biết mình có thuộc trong những con giáp sau đây hay không nhé. 3. Tuổi Dần. Tử vi học dự báo cục diện tương phá đem tới nhiều điều bất trắc cho người tuổi Dần. Bạn cần cẩn trọng với những kẻ ngoài mặt thì thân thiện, nhưng sau lưng lại tìm cách đâm sau lưng người khác. Hôm nay, tốt nhất là không nên tin theo lời ngon tiếng ngọt của bất kỳ ai để tránh những hung họa bất ngờ không đáng có. Với những người làm lãnh đạo, cần giữ vững quan điểm và chính kiến của mình, chớ để những kẻ tiểu nhân làm cho lung lạc. Khi bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác, cả tập thể cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực theo. May mắn cho người tuổi Dần trong ngày nay được cục diện thủy sinh mộc nên may mắn nửa kia của bạn là một người thấu hiểu. Nếu công việc quá áp lực, bạn nên mở lòng và tâm sự với đối phương. Rất có thể đối phương là người ngoài cuộc có thể đưa cho bạn những gợi ý hữu ích. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp cho thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ ba trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc con giáp nào trong ba con giáp trên không? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi để biết con giáp xui xẻo tiếp theo là tuổi nào nhé. Con giáp xui xẻo thứ tư là những người tuổi Thìn. 4. Tuổi Thìn. Tử vi học cho thấy tuổi Thìn ngày hôm nay gặp thương quan ngáng trở, tiếc rằng quan hệ giữa bản mệnh và lãnh đạo lại không quá tốt đẹp. Có thể cấp trên sẽ tìm cách chèn ép, khiến công việc của bạn tiến triển khó khăn và không đạt được mục tiêu đã đề ra. Từ đó tiền bạc và tài lộc cũng thất thoát, khiến gia chủ bần cùng và túng quẫn trong ngày hôm nay. Lâm vào cục diện thổ khắc thủy, cảnh báo người tuổi Thìn độc thân còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ, nên quyết định đóng cửa trái tim mình. Dù được người khác theo đuổi nhiệt tình thế nào, bạn cũng luôn tìm cách để từ chối.
Với người đã lập gia đình, bạn bất mãn vì nửa kia chẳng biết hy sinh, công việc vất vả lại thêm nửa kia thờ ơ, lạnh nhạt, khiến bạn cảm thấy áp lực nặng nề, thậm chí đôi lúc nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Con giáp xui xẻo tiếp theo không thể không kể đến, đó là những gia chủ tuổi Ngọ. Năm tuổi Ngọ. Các chuyên gia tử vi tâm linh cảnh báo cục diện thủy khắc hỏa khiến cho người tuổi Ngọ cảm thấy bất lực, chán nản với chính bản thân mình. Chính vì thế mà bạn từ chối sự quan tâm, chăm sóc của những người xung quanh. Bạn tự đẩy mình ra xa, không muốn cho bất cứ ai cơ hội tiếp cận. Với những người đã lập gia đình, con giáp này cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói và cách hành xử của mình, chớ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ 5 trong ngày hôm nay. Tiếp theo, con giáp xui xẻo thứ 6 là những người tuổi Tuất. 6 tuổi Tuất. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, lâm vào cục diện thổ khắc thủy, cảnh báo người tuổi Tuất đã lập gia đình có thể sẽ bị hiểu lầm, nghi kỵ vì những chuyện mình không mong muốn. Đối phương không có đủ lòng tin nơi bạn, vì thế mà đôi bên hết lần này tới lần khác tranh cãi, khiến tình cảm sứt mẻ. Còn với những người đang độc thân có vẻ khá dè dặt trong chuyện tình cảm, dù có tình cảm với ai bạn cũng không dám thổ lộ. Tuy nhiên, nếu cứ sụt sè như vậy, bạn sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội đáng quý. Bạn không muốn cuối cùng thì người ấy lại đến bên cạnh người khác đâu, đúng không? Về mặt công việc, bị thương quan cản trở, có lẽ bản mệnh nên an phận thủ thường trong ngày hôm nay, bởi cấp trên khó có thể trao cho bạn cơ hội khẳng định bản thân. Con giáp này sẽ bị chèn ép nơi công sở, thành ra tinh thần mệt mỏi, chán nản. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Đó là con giáp xui xẻo thứ 6 trong ngày hôm nay. Con giáp thứ 7 ta xét đến là những người tuổi Hợi. 7 tuổi Hợi. Do lâm vào cục diện tư hình chiếu mệnh, những người tuổi Hợi thường oán trách bản thân nhưng lại không có động thái nào để thay đổi. Bạn cứ mãi dậm chân tại chỗ trong công việc, thậm chí để người khác vượt qua mình. Người làm kinh tế mãi đi theo một lối mòn nên đồng tiền chảy vào trong túi cũng ngày một eo hẹp. Cứ tiếp tục thế này, công lao của bạn sẽ trở nên uổng phí. Đã đến lúc bạn cần thay đổi bản thân, có cái nhìn mới mẻ hơn về mọi việc rồi. Tuy nhiên, Thủy Vương cho thấy bản mệnh cần tiếp tục đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe. Để hóa giải vận đen và chung mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau: tuổi Ất Hợi 1995, mệnh hỏa, nên suy nghĩ lạc quan, chớ nên bỏ cuộc. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007, mệnh thổ, hãy tìm cách thay đổi thực tại. Tuổi Kỷ Hợi 1959, mệnh mộc, nên đánh giá lại bản thân và công việc hiện tại. Tuổi Tân Hợi 1971, mệnh kim, quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Tuổi Quý Hợi 1983, mệnh thủy, không nên đi mãi theo một lối mòn. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 7 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 6 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment xuống dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.